top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc là tổ chức ưu tiên bảo vệ hòa bình thế giới với đội quân hùng hậu từ các nước. Không chỉ top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc dưới đây, mà còn nhiều quốc gia khác cũng góp phần không nhỏ. Đứng ở vị trí thứ 10 là Trung Quốc. Lần đầu tiên Trung Quốc tuyển công dân nước mình tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình thế giới của Liên Hiệp Quốc là vào năm 1989 ở Namibia. Tính đến nay, Trung Quốc là một trong những nước thuộc top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc, với con số chính xác là 2.274 người. Trung Quốc tham gia chủ yếu ở 3 lĩnh vực: công binh, quân y và vận tải. Đồng thời, nước này còn tích cực mở trung tâm huấn luyện nhằm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các lĩnh vực đó. Từ những năm 2002, Trung Quốc còn chủ động tham gia cơ chế dự phòng, sẵn sàng huấn luyện theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Đứng ở vị trí thứ 9 là Senegal. Senegal là một thành viên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đất nước này đã gửi 2.440 quân nhân cho Tổ chức gìn giữ hòa bình. Senegal đang theo đuổi đường lối đối ngoại, có góc nhìn đa dạng hóa, mở cửa hội nhập. Có như vậy, quốc gia mới tranh thủ được nguồn vốn cũng như học hỏi được kỹ thuật tiên tiến của các nước bạn trên thế giới. Có thể đầu quân được một lực lượng lớn cho tổ chức cũng không thể không nhắc đến hoạt động Mỹ đã tiến hành gửi chuyên gia quân sự đến giúp Senegal đào tạo binh lính trước khi gửi đi gìn giữ hòa bình thế giới. Đứng ở vị trí thứ 8 là Egypt. Egypt liên tục tham gia vào phần lớn các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, với tổng số quân được gửi lên đến 2.698. Xếp vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Hoạt động gìn giữ gần đây nhất mà đất nước này tham gia là ở Đông Timor, Liberia, Sierra Leone. Egypt có lực lượng quân đội mạnh nhất ở châu Phi, xếp thứ 10 thế giới. Đứng ở vị trí thứ 7 là Indonesia. Indonesia xếp vị trí thứ 7 trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đất nước này cử quân đội tham gia tổ chức là vào năm 1989 và cho đến hiện nay với tổng số quân là 2.708 người. Vị tướng Prabowo của Indonesia cho rằng sự hiện diện của quân đội nước mình trong tổ chức Liên Hiệp Quốc là cần thiết, không chỉ có tác dụng duy trì các hoạt động và ổn định tình hình mà còn có thể thực hiện nhiệm vụ đa chiều. Đứng ở vị trí thứ 6 gọi tên Ghana. Ghana có tên gọi chính thức của Cộng hòa Ghana, đất nước nằm ở vùng Tây Phi. Đất nước này ưu tiên mối quan hệ hợp tác với quốc tế cũng như khu vực về mục đích chính trị, kinh tế. Đồng thời, Ghana cũng là một thành viên cực kỳ tích cực của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, đất nước này đã gửi 2.966 quân nhân cho tổ chức gìn giữ hòa bình này. Ghana góp mặt trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và nằm ở vị trí thứ 6. Đứng ở vị trí thứ 5 là Pakistan. Pakistan là quốc gia đóng góp lớn vào lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, với con số lên đến 4.343 người và đứng ở vị trí thứ 5 trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Quân đội Pakistan bao gồm nhiều phân khu như Lục quân Pakistan, Hải quân Pakistan, Lực lượng Biên phòng Pakistan, Bộ Tư lệnh Chiến lược Hạt nhân Pakistan và cả lực lượng quân nhân phục vụ cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đứng ở vị trí thứ 4 là Rwanda. Rwanda là một quốc gia nhỏ nằm ở lục địa ở vùng hồ lớn Trung Đông Phi. Mặc dù vậy, những quốc gia này cung cấp lượng lớn quân nhân cho tổ chức nhiều thứ tư thế giới với con số là 5.905 người. Đất nước này trước đây đã từng xảy ra nạn diệt chủng kinh hoàng, tàn sát đẫm máu. Chỉ trong vòng 100 ngày, đã có đến 800.000 người Tutsi và Hutu bị giết. Cho đến bây giờ, quốc gia này vẫn làm lễ kỷ niệm ngày mà không khi nào muốn lặp lại đó. Và đó cũng chính là một phần nguyên nhân tạo động lực cho một nước nhỏ sẵn sàng cung cấp số lượng quân nhân lớn như vậy cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Vì thế không lấy làm lạ khi nước này góp mặt trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đứng ở vị trí thứ 3 là India, Ấn Độ. Top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc chính là Ấn Độ, cung cấp nhiều quân đứng thứ 3 với con số là 6.098 người. Với vị trí là nước đông dân nhất trên thế giới thì con số này không phải là quá khó đối với Ấn Độ. Ngoài ra, từ lâu Ấn Độ là đất nước phát triển theo chính sách, ngoại giao, đạo đức, một nền dân chủ bất bạo động tương đối, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các nước bạn trên thế giới. Ấn Độ không chỉ tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới mà còn hỗ trợ những nước nào cần như Việt Nam trong vấn đề đào tạo, bổ túc quân đội, đào tạo công nghệ thông tin, an ninh mạng nhằm giúp nước ta tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đứng ở vị trí thứ 2 là Nepal. Nepal xếp vị trí thứ 2 trong top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
chỉ sau Bangladesh, với con số là 6.231 người, trong đó có hơn 200 quân nhân là nữ. Quốc gia với diện tích bé nhỏ nhưng sức mạnh thật lớn lao, tham gia hơn 60 hoạt động giữ gìn hòa bình, cùng nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt khác do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hiện nay, binh sĩ Nepal đang phục vụ sứ mệnh hòa bình tại Nam Sudan, Congo, Tây Sahara, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Syria, Iraq. Và đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là Bangladesh, một quốc gia đến từ vị trí Nam Á dẫn đầu trong danh sách top 10 này chính là Bangladesh, với số người là 7.278 người. Mặc dù là một quốc gia với diện tích không quá lớn, có cộng đồng Hồi giáo lớn thứ ba thế giới và nền kinh tế chưa thuộc vào top phát triển mạnh, nhưng Bangladesh là một thành viên tích cực của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Top 10 quốc gia cung cấp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thật sự đáng ngưỡng mộ và được bạn bè quốc tế ghi nhận. Vì mục tiêu to lớn của tổ chức cũng như sứ mệnh cao cả mà bản thân được kỳ vọng những vị quân nhân sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình và đất nước giao trọng trách. Cảm ơn các bạn đã xem video tại kênh của Top 10 AZ. Nếu thấy video hay, hãy để lại một like, một comment và đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới của Top 10 AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!